Bài hát kế tiếp Kim Ngân xin gửi đến quý vị một bài hát năm 1974. Bài hát này rất là nổi tiếng và của một ca sĩ mà hồi nào đến giờ Kim Ngân chưa giới thiệu đến Hồn Nhạc, một ca sĩ Pháp, Santiana. Anh có cái album tên là Man d'Amour, Man de Toi. Thì trong cái album đó nó có rất là nhiều bài hay, thí dụ như là bài Je t'avais juré de t'aimer, Elvis Phương đã hát bài đó rất là lâu, hoặc là Petite Femme. Nhưng mà Kim Ngân sẽ trình bày ngày hôm nay một cái bài hát này là một cái bài hát hay nhất trong cái album đó. Nội dung của cái bài hát nói về hai người yêu nhau, có nghĩa là chàng này yêu nàng này rất là lâu, nhưng mà bây giờ đã được cô ta đáp lại tình yêu đó, thành ra một cuộc tình rất là đẹp. Anh nói rằng là bắt đầu từ giây phút này thì cuộc đời của anh đã thuộc về cô ta, và anh sẽ làm tất cả những cái gì để mà thí dụ như là làm cái trái đất này trở nên là đầy những thương yêu và những cái sự đẹp đẽ, hoặc là sẽ đem những ánh mặt trời tới để xua tan những cái lạnh lẽo của mùa đông. Tất cả những ca từ rất là đẹp để dành cho nàng. Đó là nhạc phẩm Ton monde sera le mien, mà Kim Ngân có thể dịch rằng thế giới của em cũng là thế giới của anh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tu es à moi, on s'est aimé pour la première fois. Ce soir, je te promets que jamais plus je ne te quitterai. Et ton monde sera le mien aussi longtemps que je vivrai. À chaque seconde, ma vie t'appartient. Je te suivrai et ton monde sera le mien aussi longtemps que l'on s'aimera. Toi, j'irai chercher soleil que l'hiver ne peut chasser. Pour toi, je referai un univers d'amour et de beauté. Le mien aussi longtemps que je vivrai. À chaque seconde, ma vie t'appartient. Si tu partais, je te suivrai. Sera le mien à tout jamais. Je t'aimerai à chaque seconde. Je prendrai ta main. Si tu partais,
je te suivrai. Et ton monde sera le mien à tout jamais. Je l'enseignerai.